cái món viên viên ăn vặt này này, đây là món này là món ăn vặt. Ăn vặt thì là cái này là mình rán xong rồi nhá. Thì những cái món này này, kiểu mà nếu như trường hợp mình ra quán ấy thì người ta sẽ hay làm sẵn cho mình, mà nó khoảng có 4 hoặc là 6 viên trên một xiên đấy. Thì gọi như thế thì thường là ví dụ ở quán nó bán là tùy theo, ví dụ chẳng hạn là 10.000, 12 hoặc là 7.000 tùy tùy loại. Thì cái loại này là cái loại ngon này, thì ở nhà thì ăn thoải mái hơn, tại vì là mình không phải là ăn một xiên là mình gọi mấy cái như thế, mà có thể là ăn liền 2, 3, 4, 5 cái gì đấy tùy theo ý. Tại vì mình cứ để sẵn trong tủ lạnh nhé, xong rồi là ăn theo nhu cầu. Rắn ăn nóng ngon. Cái này nữa, nó có tôm, có cá, với lại cái gì nữa mình cũng không rõ, nhưng mà ăn cũng dễ ăn hết. Thực ra là nếu mà so với ra quán ấy, thì ăn ở nhà dôi hơn mà rẻ hơn đấy, tiết kiệm được nhiều tiền đấy. Chỉ có cái mỗi tội là mình phải làm thôi, mất công làm. Nhưng bù lại là sẽ không phải mất công đi. Không phải mất công đi ra quán. Không, mình rán xong cái mình ăn luôn đấy. Các cái loại ăn vặt này nó có rất là nhiều loại, nói chung là chọn thoải mái luôn ấy. Thập cẩm nhiều loại lắm. Nay ăn món này, mai ăn món kia. Đây là tôm này, tôm mực này, cá này, cái gì nữa mình cũng không rõ mình phải. Phải sao? Cũng sẽ ăn ăn dưa hấu thì mát, nhưng mà cái gì thỉnh thoảng cũng đổi đi đấy. Đây là dưa vàng, ăn dưa vàng thì nó ngọt theo kiểu khác. Cho vào, mình hay cho vào tủ lạnh, xong rồi ăn. Cũng mát mẻ, ăn thấy rau rồi. Đây là một trong rất nhiều món ăn vặt nhé. Cái này là sống chưa chín nhé. Thì bình thường thì thông thường là có thời gian thì ra quán ngồi nghe nga xong rồi người ta làm cho. Nhưng mà trường hợp mà không có thời gian thì có thể là mua xong rồi để sẵn vào tủ lạnh, xong rồi lúc nào ăn thì rán nhanh ấy. Thì nó có rất là nhiều loại. Thì bây giờ đặt nó rất là dễ, cho nên là nó cũng rất là tiện, chứ nó cũng không không như trước. Tất nhiên là ra quán thì mình không phải làm, nhưng mà ở nhà thì tiết kiệm thời gian. Nha, đun mỡ nóng già, xong rồi là cho ngập mỡ, rán ngập mỡ này, đổ mỡ ngập vào, xong bắt đầu là đun mỡ nóng già thì đổ vào, xong rồi rán, rán một lúc là được. Đây này, khi mà các bạn cho vào trong mỡ xong là rán ngập một lúc ấy thì nó sẽ chín dần như này, thỉnh thoảng đảo nó lên, tức là dùng dùng đũa là đảo nó lên, đặt nó lên này, đặt nó lên, xong rồi bắt đầu là bởi vì là mình cho ngập mỡ đó, các bạn cho ít mỡ thì các bạn phải lật, còn đâu mình là mình cho nhiều mỡ nên là mình mỡ nó ngập ngập ấy đấy, cho nên là mình cứ đảo thôi, mình cứ đảo một lúc là quay ra quay vào là nó chín. Thì đấy, thì tí nữa nó chín là vớt ra.